Sum chơi ăn cứ cho. Ông chấm rẻ, sờ lá tơ bông cả, ăn to, cái chấm nà ca này tệ bị thì, sạ nà ca. Bị phịa xa đánh đào, ngay này, sạ đầm, sạ khay cầm, sạ xây mười rụp, cứ khay đại biểu phì phì, tam ca rạch hẹt, này ca cầm bị phịa cầm nọt, sạ nà ca. Làm chi lần về cả vì sản phẩm bột đậm phía kỳ nâng bậc cùn để từ trường châu rùm nâng nông đồng nà ca để về thì xã nà ca xâm nhập ngày nay. Sông cột lộc thiên phía kỳ đã từ châu rùm nâng nông cách đồng nà ca để về thì xã nà ca nông ngày nay miền bột đậm cột chầm nuôn chầm này ai xã xây khi đã dùng một hai pí đã từ một lo xã khay cam nâng nông ngày nay đái miền bột đậm rong chấm ca cao hai vị ông chầm nuôn dùng rẻ. សាក់សីខេដាប់យូ22មិនមានជាប់ចំណងញាតលហិតឬញាតពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនិងដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនិយោគនោះទេសាក់សីបានស្បត់រួចហើយគប់មន្ត្រីតុលាការធ្វើការអញ្ជើញសាក់សីខេដាប់យូ22ចូលមកកាន់បន្ទប់សាមណការ ខ្ញុំឈ្មោះជាមសឿក្រៅពីឈ្មោះសឿតើលោកដែលមានដែរប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេខ្ញុំអត់មានដែរលោកជាមសឿលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ ខ្ញុំមកយុហាពីលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីសពថ្ងៃនេះតកបធ្វើស្រែឡើងថ្នោតតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមិជីសមនការថាលោកពុំមានចំណងលហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងភិក្ខុនៃរឿងក្តី នេះទេហើយក៏បានរៀបការផងដែរថាលោកបានសបត់រួចហើយមុននឹងលោកចូលមកកាន់បន្ទប់សាមណការនេះតើជាការពិតដែរឬទេការពិតឥឡូវនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចដល់លោកក្នុងនាមលោកជា សាក់សីលោកឈៀមសឿក្នុងនាមលោកជាសាក់សីលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏សុំឲ្យលោកធ្វើអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនលោកសិទ្ធមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬក៏សក្តិអំណះអំណាងទាំងនោះនាំឲ្យលោកនឹងត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ទន្ទឹមនឹងនេះលោកឈៀមសឿក្នុងនាមលោកជាសាក់សី លោកមានករណីយកិច្ចនិយាយទៅកាលណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញដោយផ្ទាល់ហើយលោកមិនក៏បីផ្ដល់នៅចម្លើយជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះឡើយ
Look him, sir, ta look runo, take a line, a clack, and took a gang away clack, knong of long pill, chappy, chin lock, numb upon the moonroy, chet up, hold out tangity, lap and pull, kai mesa, numb upon the moonroy, chet up pram. Knum to car, pong top, a day no top, pot. ដល់វ័យកាលលន់លនោះដល់ដោះឆ្នាំ75បានចេញមកនៅទីកន្លែងខៅភូមិទឹកឡកដាំតំឡងមីនិងដាំតំឡងជ្វាដល់មកឆ្នាំ75ដែរដល់ចេញមកដកគេយកមកឈ្មោះចាន់តយកខ្ញុំមក Mau kerjain hat nai perahu, neng tak mau neng. Dal kerjain ruj bok wen hat ruj, man ceng mau nai, yo mau lain so ma pay mui, mau jim kam nai kelain so ma pay mui. Ti mui khnyom ot mien dang nei kalai yim chi riem so 21 ni chi kok te chem nong tiet keu ban nei tha nei knong amlong pel dael kampuchea mien tangkriem knong jolah chnam 1970 dol chnam 1975 lok thveu kong top rum dah anjang men ti dab nong tiet neu knong jollah chnam 1970 lohot da chnam 1975 lok tveu che kong top rum dah anjang men ti nan Nhóm bàn thư con tòa rộng đọc mơ này. Lúc cả nó lúc thư con tòa rộng đọc nơi không ổn ngập hiệp ná hay cho chương nơi tì cái lây nạc lạc tứ. Nhóm cả nó ổn miên con tòa bình chỉ dọc cứ con chơi lộp. Con chơi lộp nơi mù lột than mùi ná. Hay nơi khnông đồng bọn ná con chú lốp nơi đồng bọn của bụng chí năng lục bàn nơi dây mánh tha cà đòi thằng ngày Thì đọc bằng bờ khai mê xa cho năm chất sắp rắm Lộ thơ bàn cho một chân Bàn từ dọc lúc một Nơi ai phân nông bình Cứ một thuở cá Nơi tức là ọ Anh chân bàn tí Tân năng ọ tôn bình Cho lúc anh chân Thơ kê chữ rư dọc một Phương cao nơi phụng bình một nơi trở rơi dọc một nơi ngày khai chân năm ná lúc chạm tế hay nè ná chân nè tại trở rơi lúc dọc bị cập bông chân năng một phương cao nơi phụng bình Chúng một chân năng chân dùm rai Từ trở rơi dọc lúc nơi ngày khai chân năm ná lúc chạm đại rơi tế Lúc chiếm xứ rung chăm nơi các bạn bị cổ, miền phương cổ hôm sân Từ lúc dì, lúc từ bàn xâm lên bởi lúc chôn từ các bạn từ bộ phần sắp xài xâm lên nơi khăn ông bật tục sạm nà ca ní Hồi nôm ôi xâm lên bởi lúc, đây tầm đây bởi lúc này dì, từ bàn cọt ra nơi khăn ông cầm nọt hay Này bộ tệ giả rắc nơi khăn ông đâm nà ca bởi bật tư nơi sạm nà ca ní Phóng hơi nâng bộ phần nơi ca bộ phái phía xá
ឬដល់អ្នកបកប្រែភាសាអាចបកប្រែភាសានឹងទៅភាសាផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅទីនេះគឺប្រើភាសា3ខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំងផងដែរអញ្ចឹងគឺកាលណាលោកនិយាយភ្លើងមិនទាន់សញ្ញាក្រហមទេគឺលោកនិយាយទៅអត់ឮសំឡេងទេអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេហើយធ្វើឲ្យសកម្មភាពនឹងយឺតយ៉ាវហើយស្ដាប់មិនបានទេ លោកចាំទេថាលោកត្រូវបានជ្រើសរើសមកធ្វើការនៅភ្នំពេញហ្នឹងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាក្រោយឆ្នាំ1975នោះខ្ញុំអត់បានចាំដែរកាលនោះគេជ្រើសរើសមកតែលោកម្នាក់ឬក៏គឺមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមកធ្វើការពីកំពង់ឆ្នាំងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញ នោះបាទមកច្រើនពេលមកដល់ដំបូងគេបញ្ជូនលោកទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាទីដំបូងបញ្ជូនទៅនៅតាខ្មៅ នៅពេលដែលដល់តាខ្មៅតើគេឲ្យលោកធ្វើការងារអ្វីទៅនៅទីនោះគេឲ្យលោកធ្វើអ្វីនៅទីនោះបាទនៅទីនោះយកទៅឲ្យនៅហាត់រៀនបាញ់រៀងមីនដោះគ្រាប់បែកបាទ លោកហាត់រៀននៅទីនោះអស់រយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណទៅហើយកន្លែងហាត់រៀននោះគេហៅកន្លែងអីគេកន្លែងហាត់រៀននោះកន្លែងទៅហៅព្រិចហូលលោកចូលតាលារៀនសូត្របច្ចេកទេសរៀនបាញ់រៀនគប់ក្របបែកយានអីហ្នឹងអស់រយៈពេលប្រមាណដែរ ខ្ញុំចាំមិនបានរត់ដឹងខែដឹងឆ្នាំហើយក្រោយពីរៀនចប់នៅសាលាបង្រៀនបច្ចេកទេសយោធានៅព្រៃហូនោះតើគេបញ្ជូនលោកទៅឲ្យធ្វើការនៅទីណាទៀតគេដកយកមកឡើងស21 លោកស្គាល់ទីតាំងដែលលោកអះអាងថាគេបញ្ជូនលោកមកធ្វើការនៅមន្ទីរស-21មកន័យថាកាលនោះមន្ទីរស-21ដែលលោកនិយាយហ្នឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាតាមដែលលោកចងចាំលោកអាចនិយាយប្រាប់ដល់អង្គសមនាការបានដែរឬទេចូលកន្លែងទីតាំងស-21ខ្ញុំបាទនៅ កៅទួលស្វាយព្រៃទុកគូស្លាយពេលគេបញ្ជូនលោកមកដល់ទីកន្លែងនោះតើគេចាត់តាំងឲ្យលោកធ្វើការងារអ្វីទៅហើយការងាររបស់លោកនៅក្នុងអង្គភាពណានៅក្នុងអង្គភាពស-21នឹង របស់ក្រុមស-21គេឲ្យលោកធ្វើអ្វីធ្វើការងារអ្វីចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំយាមតាម
khăn cửa lúc nơi chỉ còn cà phía dìm khăn cửa này mình tì xô một phê mũi ta bật thiên ông ngập hiệp mà này là bật thiên đây là mưa ca khó trời lửa lúc đó chỉ bật thiên crom rồi có bật thiên còn ha còn rơi chỉ đàm nâng ta lúc xô là nạc lá đây là khi nẹ mì cài bỏ lục tỏ nơi khăn ông ca đặc nôm khăn ông ca thuê ca nghiệp bỏ lục 100 tháng ngày lục trăm tí khăn ông crom khi nhóm ở bàn trăm ở xô chung mù còn mì tí mì con đại lục nữ thà ăn thà lục thưa ca nghĩa nó thò mà ca thưa ca nghĩa chỉ còn tốt miền miền là cái nãy chi miền mì còn miền mì còi nè tạm lục đập này ăn gặp hiệp thà tua khó trời để giờ bật thiên crom rồi gặp bật thiên còn ha còn rơi ở giờ đấm mình ao lục này gì thà school nữ một cái lực đôi khi cái lỗ lục lịch bên tay chia bờ thiên con ha bờ thiên con rơi này ta lục trong trăm thế tha lục thật nực rồng cả từ tuột khó trữ nâng cả cục rồng toal pi bọc cồn ná bờ thiên con rồi chung một bên đại cục rồng đại khôn ông gặp biệt đại nhà diêm cam đằng cào vậy thằng nông liêm lục đại cái chặt ở thưa ca chia nè còn cà pì diêm khang cai tớ lục ai đi rập rập đo ông sắm na ca ban tế tha tớ lục nâng cái chặt ở thưa ca nghi ở vây khla hay ca nghi nóng nơi tì cái lại na chia thom ná tớ lục chia tu tứ được gặp hiện chả tớ lục thưa ca nghi diêm ca mới nơi chấm nói cái lại na này mình tí so một phẩy mùi nơi trường khang lệch do khang lệch mình tí khung khang nông mùi tháng ngày nâng ta lô kê oi trời oi diêm cam bọn màn máu nông mà diêm giúp mà giúp đi tiền đọc màu ở lô lô chạy cầm ta miền sông nu ở bay trời xua đờ xã xây rụng này tí sống ở cồn nước thiên khi mà sống chun cá con sống cò tội muối thà nơi nông cầm nọt ăn rồi bỏ cầm nọt hết ăn sao chậm lại xả sấy để thuê lái đò chèo cầm sớm kén á để miên nơi nông lệch y ở ấn sôn sôn đập rằm muối mà phê rằm pí ha sập rầm bầy và thật là nông đi mà pay pi đập pi nông ai cái sáng này thật đồng bò thì pi đòi nhom sông lược chun tha xạ sấy nông chậm nói chỉ mùi đấy miên đời thay miên chậm nói khoai cái này nông ai cái sáng này tha xạ sấy che bạc cá thác luôn che án che sợ sê nông vô phía sạc mày bữa nay nông chậm nói bẹ cành đá bay nông bật toa từ đập buồn ấy nông miên sầm núa hay chậm lại nước bạn chạy tha áp ban phiền sốt ở bảy tề đời xa cọp về đối với này chúng còn ta xong rụng lực tha bờ sân chia ông sa bana ca trong mùa đã chia cầm phật sa chấm nung chấm rẻ rư gọi chia phiền kỳ đã tới tăng sầm nu đo xa xây ní so mê ta pra biết nghe yul nghe đáp đó xã xây phong bị bố quạt bồn miền là tập hiệp ai dùl nữ biệt si chùm rơi tràn bê tê hai mươi giang tiên đó chỉ việc hiệp cả rôn nơi bỏ quạt bà chăm thằng ấy sẽ chỉ cả sĩ co lãng thân áo tên chẳng đôi lộ chạc rộng bàn
ជ្រាបបញ្ញមិញដូច្នេះបើសិនជាសួរក្នុងសំណួរច្រើនក្នុងពេលតែមួយអាចធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចឆ្លើយសំណួរនៅទាំងអស់ហើយជួនកាលទៅធ្វើឲ្យរំខានដល់ការសាកសួររបស់លោកចក្រមនិងអស់លោកដែលជាភិក្ខុទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំសូមមេត្តាឲ្យអស់លោកលោកស្រីមេត្តាតាំងសំណួរដែលងាយយល់ដល់សាកសីបាទសូមអរគុណ ជ័យលោកចក្រមយ៉ាសខុនសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសាក់សីនៅពេលដែលគេចាត់តាំងលោកមកស21តើលោកដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំនៅស21នឹងគណៈដឹកនាំគេនឹងមានប្រមាណអ្នកទៅ ដឹកនាំក្នុងស21អ្នកធំធំមាន3រូបមានអួយហួយឯងប៉េងហូលោកបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថាប៉េងគឺជាប្រធានកងរយ តែតារាការចង់សួរលោកថាស21អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅទីនោះប្រធាននៅទីនោះអ្នកណាគេលោកស្គាល់ទេហុយហូ លោកស្គាល់ជនជាប់ចោតឈ្មោះដូចទេ ចាំម្ដងលោកស្គាល់ជនជាប់ចោតឈ្មោះដូចទេ ឈ្មោះដូចខ្ញុំស្គាល់គាត់ខ្ពស់មីធំជាងគេនៅក្នុងស21 លោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតឈរបង្ហាញខ្លួនទីដើម្បីឲ្យសាកសីមើលឬតើគាត់ស្គាល់ទេលោកស្គាល់ជនជាប់ចោតទេសូមអញ្ជើញគួយ លោកដឹងថានៅស21នឹងមានអង្គភាពប្រមាណនៅក្នុងនោះ អត់ដឹង លោកគេចាត់តាំងឲ្យលោកនៅក្នុងអង្គភាពអី អង្គភាពក្នុងរួមនឹងស21នឹងនំង តើលោកគេចាត់តាំងឲ្យលោកនៅក្នុងអង្គភាពការពារមែនទេ នៅការពារខាងក្រៅមីក្រុមរបស់លោកឈ្មោះអីលោកចាំហ៎ខ្ញុំអត់បានចាំមីក្រុមព្រួយបែកអត់យូរឆ្នាំហើយលោកស្គាល់ឈ្មោះហុងនេះហុងនឹងមីក្រុមពីដើមដល់ពេលស្លាប់ទៅ តើហងជាមីក្រុមរបស់លោកបាទមីក្រុមរបស់ខ្ញុំពីដើមលោកនៅយាមការពារតើយាមការពារនៅខាងណាខាងក្នុង S21 ឬខាងក្រៅ បាទខ្ញុំយាមខាងក្រៅ យាមខាងក្រៅយល់លោកដឹងថាគេយាមប្រមាណជាន់ ខាងក្រៅយាមតែមួយជាន់ក្រុមអង្គភាពខ្ញុំក្រុមខ្ញុំ
Look me man trop shall I be chat nature consum kated ha Jim Nusom pay moon mean Jim can crank by John mean trop man shall I enjoy it? Mean that by Chirum, but that by Chirum mean by John and mean about Jim by Chirum can crank nature nakla. Khmer cắt đập mình ban về chuyện đòi lại cầm cầm, bên tai bên trái bị biến bay chung, chung càng chừng chung càng bông chung càng lạnh. Chú lục gì mà chung càng ná? Ba khmer gì mà chung càng lạnh? Jim play sa tu lu pung bok mop start olympic nung mae ne ba keu riep ke ao luk jim nei ti nu ta ke ao luk mien phirakach thue ai kla tu nu ti neak jim nei ti nu tụi nó tí đâm bà lai diêm tại diêm xây kế diêm nâng diêm rồi bó hay diêm diêm mà nốt rồi diêm là tốt bà kì ao diêm đi cà phê khạch nhật tu ruồi môn lục kì ao thì diêm kì miền ban phải riêng này nom lục pi vị thi cà phê diêm cam cà phê trung bình xòm phải mùi thế miền kì này nom hay là na kì này nom nữa บาดชุบไปได้ก็นายนมเอายิ้มกามชุบไปชั่วโมงจะมีกรมบอลลูกมีนายนมลูกเด้บาดชุบห้องนึงบ้านมีกรมนึงนายนมนั้นนายนมประชุมชีเพียบเชียงปันใต้กอดสลับตือลูกยืมมือตีนุจกอะไรสมระบอกกรมลุงซื้อสมระในอะไรนะสมระกลายเจ้าในกลายพลายหลายยืมขนาดอะไรตามพลายขังกระเอาหนึ่งก็ไปกลายยืมหนึ่งแต่มาดองหรือก็หนึ่งกลายยืมหนึ่งแต่มาดองเตะสมระในขบายกระไรยิมภายประมาณเมตรบีกระไรยิมเต้กระไรยิมนู้ช่างไงภายมาเพย์เมตรบีกระไรยิมเพื่อได้สำรันในเตียงออกนี้ต้องตักกรมบอลุงเต็มดองอ่ะรวมเมียนลีจมวยกรมเซนเตียเจ้าสมรรถ้าสมรรถนองมักเจ้ามวยมักกรมต้องออกนี่มักกรมนั่งมีนี่ประมาณเนี้ยได้บ้านเมียนขี้ปีเดินดอมเนี่ยในขนองกรมปีดอมเนี้ยลูกมีนบ้านสกอลเนี่ยนะจิตสนึกได้ลูกในจำชั่วโมงเลยบาดอัดบาดจำหนึ่งปีหกใบลูกเอาจะหกใบนึกอะไรนะบาดมาหกใบ
ที่สหกรณ์เก่าพลังตากลายหุบใบจีกลายหุบใบรวมแตงบกกับลึกซอมพยมวยตะหุบแตงนู่ตีนู่แตงออกนี่แต่มาดองไอ้ก็จีกลายหุบใบโดยไล่ปีเก๋บาดหุบใบที่รวมมาองกับพยซอมมาพยมวยนั่งไอ้ปันเข้าเวียนกันเนี่ยนุ่งดังชาวบ้านให้ทากระไรหกใบในซองเพย์มวยเมียนแต่มวยกระไรหนึ่งบ้านยมดังแต่มากระไรหนึ่งปีลูกแต่หกใบตามีคืนกรมเก็บเซิงปีเตี้ยแต่หกจมวยเด้บาดหกดอยกรมดับเวียนกรมปีลูกแต่หกใบคือหกใบแต่ดับปีเนี่ยอังที่ในพระใบนู้หรือก็มีกรมกีบซิงแต่หกในปีมองแต่ลูกแต่กรมหงกรมลูกแต่หกได้นู้อัดเมียนในกรุหกดอยกรมปีกรมขยมเจงเต้กรมกิโจลมาตาลุกดังตะกรมได้โจลมากรมเนื้อขนาดกรมกินในตามกระไรจุงทางจึงมันดังทางปุ่มมันนักยิมันบางจำได้ลูกได้หกใบจูปฏิเนี่ยยืมในขังขนงกรมเนี่ยยืมในขังขนงบาดอัดบาดจูขณีเตแต่ลูกมีดังทำมีเนี่ยยืมในขังขนงเนี่ยมีกรมเนี่ยยืมในขังขนงเนี่ยดังกรอนแต่ดังเป็นมันดังที่ยืมขานาที่ในจุงน่ะอัดดังลูกดังตาลูกดังตามระยะเนี่ยนะได้ในเย่แบบลูกดังดอยซาดังนี่ดังดอยซาคือเยี่ยมปุกเยี่ยมคางกระไรปุกขยมนั้นก่อนได้มาก่อนจูกีเจงมาหกใบจะจงเพื่อนไม่ได้ในเย่แบบลูกให้ถากรมนิตุมหกหายหายกรมนุชโจมาเตียนไม่ได้จงเพื่อนเย่แบบลูกนี้ปรับจงเพื่อเปรียบกรมนี้หกรู้กรมรู้หกตักบาตรกรมนี้มาเตียนจะได้ลื้อโซ่จงเพื่อนยีธาจุนจวบเจ้าตุ่มหกหายเจงเตยดิตาจุนจวบเจ้าได้ครอบตาหกใบในไรนุ่งดิบาตรอัดดังใดมีลูกยิมในคางกราวนุกีประกุลกับเพลิงไอเอาตัวลูกยิมให้เนี่ยต้องออกเนื้อกันกับเพลิงคบได้ยังแต่งดับปีเนี่ยนึงบาดอันหนึ่งกับเพลิงกรุบได้กับเพลิงมาแต่ใบดาวดอกดูขึ้นนี่เมื่อปีลูกยิมลูกได้ขึ้นลานกีบาตามนึงโจลเธอขังขนงเลยโจลเธอขนงซองไปมวยเลยคืนลานดักดักโจลเธอโจลเธอขนงซองไปมวยนึกว่าแต่คืนก่อนบ้านคืนปั้นแต่อตาเกียรติได้เนื้อการดักมนุษย์ดังเมียนประมาณเนี้ยมาอิมันขยันดังรุ่นยุนได้ดักโจลเตซองไผ่มวยรถยนต์มาปีนามาหรือรถยนต์บ่ซองไผ่มวยนั่นแต่บาดเรื่องลานอดดังได้
rút dân nó đặt mà máu nó miên than phía bên đấy nơi club hàng khối miên ấy đây sầm co đây thà vì miên tục ấy nơi hàng khăn nông nó lục mưa khơi nhé khơi nơi hàng khăn nông miên ấy đấy miên mà nuôi được còn miên là bo bát còn là lịch sử thực đà lan đấy ở hiện tại chật tại diêm tây đặt bắn đặt ấy club ấy cái thế ở đằng nếu bây giờ một đó ta miền tây chụp nơi cái này luôn đam đi xong mà nhà to tiệt châu thành khăn ông sân đấy khâu play play khăn một cái này nơi khăn ông khăn nạ luộc diêm nó luộc miền bàn bàn bờ màn mưa tha mà ngày nó khơi như dùng cái đặc châu từ khnông nó bờ màn lan hay bờ màn thay miền bờ màn lan lúc miền ai chăm bàn chụp bạt đấy rồi có sang để rồi thay ở bàn chăm chụp bạt đấy du ta lưu sâu ta thực châu mà đo bảy buồn ngày châu mà đo lúc lưu sân thức lán rưu lúc khơi lán nóng lúc mơ bị cái này lúc dìm tới khơi lán nóng bạc cắt nơi bị mục nóng bạc lưu sân thức cho lúc đã khơi lan để đặt báo tranh từ lọp bị tranh pi so một phầy mùi với những lúc đã khơi lan đặt tranh đấy bạn ở bàn tranh đăng thế buổi đầu để đỉnh học viên kia chúng ta cái tranh dục từ chúng ta cái tranh thứ hai từ ở đằng nơi khăn ông lòng bê lục thư chìa nẹ dìm khẳng kháu nâng khi miễn bàn chặt tăng lục tư chủ mùi krom kịp xe anh tiên tư chập nẹ tốt bì khẳng kháu mọt nợ đạng nơi xóm phay mùi nâng thế bạc ọt nơi mình long pi lục diêm nút lục miền đa khơi nè na khi bản đa nè tu vô tới na đấy bát ắt bàn khơi thế lục đa khơi nè tu bọt đi bảy so sọ lương phù miệt thông lúc đã khơi đi bắt nhóm mặt bạc khơi đi bắn tay nhóm diêm khang kia khơi cái bắn đào chuẩn chết ấy khi mình qua đây khơi ta mình nhận đúng không lúc khơi cái bắn đào nhẹ tu nó pin smart nào đấy nhóm ăn bàn chăm mưa ngày mưa mong pi đây à các con để chọn đằng thà pi ngày pi là nghĩa rồi pi bật lúc rồi pi bực tập năng đi tất cả mình chọn bàn pi mong bật bật cọt bật chia đi ta lúc ai à hàng bàn đi thà pi na pi bực cái pi ngày pi mong bật mùi ngày chết cô phân núm bị bật lục lúc nơi chung ngay bà mán bì nè đa kì bà đà nè tù nó bàn bà mán mới phải bà chung ngay bà mán khi nhóm mặt hiện ra là than bắn rồi khi nhóm mặt đang bị chung ngay đá phải mà lông bà mán bà tía
đặt cả nó ắt miền tia hay nhọp nhức chẳng đằng nam miền tia tia mùi mùi nè tu đây cái thời bà đá mi bà man nhé đây bà đá nè tu đây lục khơi những bà man nhé đây cái bà đá đặt cái bà đá bay nhé nè tu nung chấm nuôn bà man nhé nè tu tâm nè nè tu nung kí miên nư nư đây nè tu nư mục nè tu kí miên thưa ấy đấy lư nè tu nung chấm ắt đằng ắt toàn bàn tân miền miền mệt ắt bàn mưa nơi cá chết sẽ đánh quan ta khuyên cái bàn đá nâng đá trên phật pi cái lạnh cái pi là cảnh bọc cái nè tu nung khơi miền đạn con nó đay hay tròn mục nhưng khơi chẳng đấy bát ắt bàn mưa đằng kì bà đá chênh bì nà tây nà đem bà đá chênh bì nà tế bà đá chênh khơi nơi mục sở nhà bố nhóm chìm nơi tam lâu thằng cờ tớ khang nà cả lãnh lục chìm khang chương hay khang thấp bông khang cớt để lục khơi nè cái bà đa đi tới thấp bông đi kìm cái lành diêm một tên lúc cho diêm nơi nâng rưu còn lúc đa diêm bác đa cho đa lại và tôi mong cái ai nè tung thư ấy nhằm ắt bàn đăng đầy nè bà đá bây nẹ nó miên khương cái căn con là nế bà đá tì khi chúng ta lọc màu vinh bàn khương cái lưu con là đã lưu nẹ tù nâng bàn cái đột lúc ban bị chém bệnh mình thà khơi bật đá nè tu nè bật đá nó miên căn con lan rồi tiếc rồi có tao đo cái này nó miên con lan sẽ tạm đón đây bật đá nó ấp khơi con lan nếu bên lúc miền ban khơi cái ao cọt nè tôi nùng cùi ao nè tôi nùng cùi sân đấy ba ao nùng cùi và to bên nhà tôi nùng cùi hái cái thưa mấy tiền đã nè tôi chỉ dục còn là nó số tôi nùng được ba nè tôi nùng chẳng bật chạy thà nè tu nó còn nơi miền chỉ vật thế còn quỳ nó còn gọi nơi miền chỉ vật nơi miền chỉ vật ơi bố cái số con lán châu từ luôn cót cái số con lán và màn con và màn con lán thế châu không luôn còn cái số tam các ba là bà số số bộ con lán và mang con lán khi bắt ban bật đá đá rừng và mang tạm mang khi bắt hiện nơi chết đá rồi chảnh đá bình tiền
Nếu bị sâu con lá nâng, mẹ bà đá bấy nẹ nơi tình nông tự ngọt nè. Bộ kỳ chênh mọc bắt mà. Thì đập cháu rồi. Mẹ bà đá tự bấy nẹ nâng miên căn gặp lương đấy. Miền căn gặp lương phong. Nè ná, nó không cho nó mẹ bánh nè ná cái dụp lương tất đột nửa lưu con là nó. Kì nè, bà đào tụng bánh nó ấy. Lúc ban mình mơ sắp hiếp dạng mạch đáy nửa bế đại con làn chè lá hơi nè tù hông dạng mạch. Nhưng mà ớt ban mơ. Đang ta chè, đang ớt ban châu đơ mơ. Ta nửa pin nó đã che o, rồi bỏ con che o. Đợt này ở bếp bước đọc đầu kia tư vinh tâm màu, xin lẽ. Bà hãy chỉ bảo màn màu rất màn che con làn o. Mà ớt đăng máu, bố ớt miên nê là cái biển. Bên những lúc dìm bị máu của màn tới màu màn. Bị máu của mũi tôi màu đập bì. Bị máu của mũi bởi lúc tôi màu đập bì. Bị lúc khơi, khi bà đá lúc mà mình chạm mình bởi lúc. Lúc đôi chết không đẹp pin và mùi màu lúc mưa tăng và mùi màu nó lư bà ta hãy đại ca là nè bắt riêng tại đó và mùi đây lưng nó của mình toàn xe ở đây tên này đầu màu nè. Nếu biết đầy lúc đầu màu nâng. Lúc khuyên giang mạch đáy nhạc tôi nó chè ô. Bẹc cái đá lấy cái chè tặng ô thái. Bạn đã kìm đầy dìm nốc lương mình toàn chè. Sọc, sọc lại đi. Từ bên kia màu bàn dìm tiếp đang sọc đang đứng bên. Trong bên kia mình đang. Thì sai lăng lúc dưới mong của màn. Anh lăng dưới mong của mùi chạp đi mong. Của mùi là nghe chân đại. Lúc mình mang cái lấy từ mưa cái lấy cái đốt nông tí. Mình khuyên xùm nó. Xạ xọp nơi tí nô tí. Bát khuyên. Chạy ớt ốc vòng. Như sao trong này nạc là tớ? Này trong này nơi luôn tớ, luôn khám ai chừng khám ai rù, đi rùm sai nhau. Khi ở miền bạch thèm con cơ su đốt bạch thèm tiền đam bê sốt đam bê sốt đi bát ở miền thèm tiền đất cháu đấy.
lúc bây giờ mình mấy thằng nữ xò rồi không mời hay lúc bây giờ mình mấy thằng đột chào ta kì nữ xóm nó cái vô đột chào rồi cái đột ở xô ở tay dịp hết em đó đại đột nâng kì đột đại đột chào bật chai ọt chai mà nữ ô ngã đột nó bị đau chạy kì chanh tạc ba tới không mau nó bị ớt dọa cái xuống mà thèm đột thèm kia tê trong bàn sẽ đây thà bì bạc láng nó bì ớt bì lúc bì liêm mà đòn tiền nóng lúc cái lấy khơi tới khơi mà nó sọ sọm nó nơi lại tì lại nâng mẹ nế ba khi nơi cái lấy nâng lúc liêm bà to bà mùi màu tiền đòn màu đập bì dụng ta xạ xóm nơi tiên nâng lại nâng tiết tế rưu có miên nà kì dô chanh thái. Đạt ạc miên nà dưới tay nà đi, nơi nâng. Rồi hốt đo lúc trời kì bắt đầu dìm nâng mong đọc pi tiền. Nâng pi nóng xạ xóm nơi tiên nâng đó đá rồi có cái dấu chân hay bạc không có một dịp nâng một dịp nhà nâng khmau chân nâng đại lần miền nào cho tên á đây này xa lắm bên á để lúc lên khơi sọp nâng nơi cái tì lại nâng và mang ngay khỏi màu bắt như mọi đằng này sẽ dập bắt tới phải rung lông viên diêm bà luôn bà man viên để lục lấy tới lên khơi miến để bàn diêm nó bị chết bản bàn cái lấy mười thang tiết thì đừng khám áo chứ. Lúc bàn khơi, ta nó khăn ông mất phẹt lúc đại diêm cho mùi khăn nó cái miền bàn khơi đi lúc thế. Khăn ông có rộng nó cái lè như ấy, bẹp khăn nó là mười cái đợt khmau đợt ấy dân tới đa mau cái nít mà trẻ mười tới lúc miền ban mười chục ba thế nè nè bay nè đài nòm nè tù vô tận đợt nắng nơi crom na không cho nó bay nè lúc miền pạ và hai nè nam mà nè thế nơi không crom na bạt ọt đằng kỳ này không crom na thế lúc mình ban đăng nít tha miền kỳ chập bộc lực xòm phầy muối rồi ta đạn nơi xòm phầy muối đằng đấy bát ớt đằng cho lúc bánh mình bị chạy tha mùa hóng mì cầm lúc lấy con xa lạp bà đài ta hóng kỳ chập cú giang đêm này cái chập nông mì cầm nó chập được để đặt nông cái lại so với muối nó để đai mì cầm hóng có đây nó phải cho muối luôn à bạn đây cho muối cái này នៅពេលគេចាប់មីក្រូមនឹងផែលស្មានាហើយគេចាប់ដោយវាមិនទៅគឺមានយកភួយមកគ្របទេបាទអត់មានភួយអត់អីចាប់នេះដោយសារនយោបាយថាឲ្យគ្នាទៅប្រជុំពេញភារកិច្ច
lúc đăng mua hết ấy ban cái chạm chung hồng nè còn miền thứ ấy khóc bát ớt đăng đài mẹ mà đang mong pi cọt dìm luôn đi bà ớt đằng khóc rừng ấy khi ai cọt tôi bị chung tha tôi bị chung nơi bên á nhôm xong nghiệp ở miền đằng màu đằng pe bàn tay màu pe dục tay chớ bàn mình đằng màu bao màn lúc mình chấm tình là cái màu hơi lục hồng nâng ao từ bị chùm cầm lục đá không cầm đập nè nâng rư co cầm đập pi nè nâng rư co miền cầm kịp xây cái màu hơi cọt từ bị chùm miền cầm kịp xây cầm kỳ khăn khăn ông sen cái màu bao màn nè nung thì màu bay nè bay nè hơi khi mình dây giang mít chỉ mua không tam sầm đây bò nè na cái phép màu ấy còn từ bị chung lục lư đôi lưu tha đôi mình đây ra tới bạn ta nó chụp lệch đá mà đang dây tham mạch ấy đang tham mạch đá nếu pi được kỳ tặng bay này mà prab được hong phliem hong từ phliem mới có rung chạm bị bực bàn tới ba tới phliem kỳ mòm cọt tới rồi có kỳ vô say mà đặt cọt tới với chúng đà tới tôi có kia nữa đà thôi mà đà mình không có từ lắm mà mình gì mà đó là bắt tới bàn đằng thợ bắt tới bị chung tới miền phan cán chứ ba bị nhòa bài lúc đằng thợ cọt sập nó nên là cái phép đúng ôn bò hồng nâng nơi diêm khăn khăn ông diêm bong nâng đà đài ôn bò hồng chung mùa ấy kìa xong lúc chăm phương có hôm chế hay chả lại màu bình bà ôn hóng chú mùa ấy xong lúc chạm đoàn tiền chú mùa bừ thiêu bừ còn gì nữa dìm khẳng khăn ông à đã quạt diêm khăn 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 ông đừng bàn chụp bóng tròn lúc mình bàn xua bóng hông nóng mình đang thay kỳ vô quạt tê xua dùm lại đấy bát ọt xoan xua bóng
lúc đăng thác cái khung hông nâng nơi ta nà thế bạn ọt đăng lúc biết đăng thác cái vô hông tới nà bắt lên rồi lọc mà bình bạn ọt đăng lúc thọp đại khương cái bản đá này tu sợi chênh phì xong mà phây muối rồi cái châu là xong phây muối lúc đại khương nhé bát ọt khương lúc đã đăng một cái pháp tha nơi khẳng khăn ông miên bật tụp không kháng không rùm không đổi lại đã khăn ông này tôi là việc mệt áo bài này tôi là việc mệt áo này tôi ngủ tật là việc mệt lúc đăng đúng không bạc ọt đăng lúc miên tu nửa tí dìm khẳng cà là hốt đo bên nà lúc bắt đầu đầm này anh tới cái lại em xây tiền dòng mắt màn chạm là chết dùn châu lắm nhưng mà từ nơi thư xa rai bạc tới đừng khai bà màn chạm bà màn chẳng mang sẽ đây thay dù lúc miên tu nó tí chỉ này dìm hàng cài luôn là hốt toa tại cái và chú này lúc được thuê xài được chưa mẹ đấy bạn nơi khăn ông lòng phê đại lúc thuê ca nơi tì nụ lúc miên ban kia nằm rơi ai thì riêng sâu riêng dụ bài riêng bị chạy cái tia diêm cam ngay cái này nà đã hơi nè nà chỉ nè bờ riêng bát ăn miên bên nà bà hát đại quan nà quan nà đa phạm diêm chạy muôn chạy pi lúc đó kia hai người riêng vô bài chứ đào tự nhiên dụ bài mấy phụ nhu mặt trời khi nhỏ trẻ gió tự nhiên cho lúc mình còn nói cho nam thành không không bỏ lúc đọc pin nhẹ nóng miền nát khi tự nhiên dụ bài hay tục nhỏ trẻ so nơi cái lãnh diêm cái lãnh chân mê này ọt đài khơi phong nóng ọt đài khơi tự nhiên dụ bài na phong nông cầm bao nhiêu cục đang cầm cái đo của đã cầm cái nhóm mặt đại thể riêng na phô lúc đại ban châu được khăn ông mình ti xong phê mùi đi bát ấp đại lúc miền đăng thanh này khăn ông một tí nó kia miền khung chơi sắc Việt Nam này khăn ông luôn đấy bát ắt đắng lúc miền đại đăng thanh này tu thầy cứ vô xua chùm lời hai miền kia pra ẩm hàng xa lư nẹ tù nụ lúc trọt lưu kinh dây nông chùm nào mất phẹo bỏ lúc lấy nẹ dìm hàng cài nụ
bát ớt lươn dươi đó ớt đăng tầng ốc nha នៅ ពី ណា លោក គេ ឲ្យ ទៅ លោក ធ្វើ ស្រែ ហើយ ធ្វើ ស្រែ នៅ ឯ ណា បាទ អត់ ដឹង ខែ ណា ថ្ងៃ ណា ផង ប្រហែល ជា ប្រមាណ ខែ មុន ថ្ងៃ រំដោះ 7 មករា ឆ្នាំ 1979 នោះ បាទ អត់ ដឹង ដឹង ពី ខែ ប្រមាណ ngày bà man chấm nón đông đăng tập thứ nên đăng thắc cái nón này tu vô từ sầm lấp nơi trường ai thế ba quạt đăng xong chấm điện lục bá thiên kim o sầm nô lục lục thầy chakram bên sầm nô vậy xua đờ xã xây đồng nị đây gì sầm chơi lục chakram song mắt Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'âge que vous aviez lorsque vous êtes arrivé à S21? Combien de temps avez-vous occupé des fonctions de garde à S21? Où étiez-vous le 7 janvier 1979? Où étiez-vous quand les Vietnamiens ont, sont arrivés à Phnom Penh? Mát nhầm tay tay rút tay 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 sắp. Avant de vous enfuir, où étiez-vous? Vous étiez à S21 ou vous étiez ailleurs? Ta lôk nâu e na. Ta lôk nâu so mà pay mui rưu ko lôk nâu kalai na pseng pi nâng. Mát nâu kalai thư sài. Depuis combien de temps étiez-vous à la rizière? Somnour. Ta riyak pel panna da lok nou kalaing thveu srae no. Riyak pel lok khnyom ot dang. Et de quelle rizière s'agissait-il? Somnour. Ta kalaing thveu srae no ke hau chmuh avay dae. Est-ce que vous étiez là-bas pour être rééduqué ou simplement pour cultiver? Qu'est-ce qui vous avait envoyé là-bas? Lút đóm hay nâng nẹ đầy bị chút tắc nhầm ọt bàn sủa.
Est-ce que vous aviez commis des fautes particulières qui justifiaient qu'on vous envoie après ça? Ta lok ban thua vay khos te. Ta lok ban thua vay khos te dal nom oy ke banchun lok te prey so. Ba banchun nang do teng krom do teng krom teng krom te tung mo te thue srae. Est-ce que vous avez été entendu par les co-juges d'instruction? C'est le document dont il a été fait état déjà tout à l'heure, qui est à la cote D22-12 du dossier. Et dans votre audition, vous parlez à plusieurs reprises de la peur que vous aviez et de la discipline qui était imposé aux gardes. J'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur cette peur. Vous aviez peur de quoi exactement quand vous étiez à S21? Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous avez toujours peur? Est-ce que lorsque vous pensez à S21, vous avez toujours peur? Et aujourd'hui, vous avez peur de l'accuser? Est-ce que vous avez peur des juges? Alors, je pense que vous avez eu l'occasion de rencontrer votre conseil. Vous avez expliqué que ça tente de choses que vous pouvez effectivement ne pas répondre lorsque ces questions peuvent vous incriminer. Mais pour le reste, je dirais que vous êtes tenu de répondre et de contribuer à la recherche de la vérité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la discipline et des consignes que vous aviez? C'était facile d'être garde à S21 ou c'était compliqué? Est-ce que vous aviez des contacts avec l'extérieur ou est-ce que vous étiez complètement renfermé entre vous à S21? Est-ce que vous aviez des communications, des contacts avec votre famille, avec des amis, avec eux? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à Phnom Penh? Avez-vous eu des contacts avec votre famille pendant tout le temps où vous avez été à S21?
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Doug? Vous avez participé à des séances de formation avec lui? តើលោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាឬសូត្រជាមួយគាត់ឬទេ?បាទអត់បានចូលសិក្សាជាមួយគាត់នឹងដែរមានទីអ្នកក្រុមក្រុមមានទីក្នុងEt saviez-vous ce que Duc disait pendant ses formations? Lors de votre audition devant les co-juges d'instruction, par les enquêteurs des co-juges d'instruction, vous avez dit notamment ceci, c'est à la page 12 de la version française du document D22-12, les numéros de RN est 00-16-27-53. On vous pose la question suivante. Aviez-vous peur? J'avais peur tout le temps. Je faisais des efforts pour éviter de somnoler pendant la garde. Si nous dormions, nous étions sûrs de mourir. Question. Vous dites ne pas avoir vu qu'on tuait des gens. Pourquoi aviez-vous peur alors? J'avais peur parce que je ne savais pas si je commettais des erreurs. J'avais peur d'être arrêté comme les autres. Question. Avez-vous reçu des avertissements ou des menaces? Réponse. On disait que Duc avait mis en place un plan selon lequel si un ennemi arrive à s'évader, vous seriez arrêté et emprisonné en moins d'une minute. Vous vous souvenez d'avoir dit ça? Combien de fois avez-vous croisé Duc? Vous saviez ce qu'il faisait à S21? Vous avez dit aussi que tout le monde avait très peur de Duc. C'est vrai ou pas? Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous n'avez plus peur de Duc, mais vous avez plus peur des juges? Pas d'autres questions posées aux témoins, Monsieur le Président. Chakram Leven, Khmer Mun Mien Sumnu, Waitete, Chimpou Sa Saini, Loputin, Mokun. Chakram Bato, Ongbre, Sumbukul, Vitika, Tu Sa Brinya, Namai,
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសាក្សីរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញបាទ អរគុណលោកប្រធាន លោកជេន សួរ លោកបានអះអាងថា មុនឆ្នាំ 1975 លោកចូលឆ្លោក តើពេលនោះលោកមានអាយុប៉ុន្មាន កាលនោះខ្ញុំអាយុពី10ឆ្នាំចូលឆ្លោក ពេលចូលកងឆ្លោកនោះ តើលោកមានភារកិច្ចធ្វើអ្វីខ្លះ ទៅឈ្មោះទាហានលន់នល់គេឲ្យកាន់អាវុធដែរទេបាទឲ្យកាន់អាវុថដែលលោកកាន់គឺអាវុធម៉ាក់អីអឺ8នាត់គេហៅ8នាត់ ពេលនោះមានដែលបានបាញ់ជាមួយតែតបរបស់លន់នល់ដែរទេ បាទបាញ់បានបាញ់ អញ្ចឹងលោកអះអាងថាលោកអាយុ 12 ឆ្នាំ ត្រូវបានគេបំពាក់កំភ្លើងឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយតបលន់នល់ លោកបញ្ជាក់ថាក្រោយបែកភ្នំពេញឆ្នាំ 1975 រូបលោកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាហាន តើពេលនោះគេមានប្រាប់លោកថា បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាហាននឹងដើម្បីច្បាំងជាមួយអ្នកណា សូមម្ដងទៀត ពេលបែកភ្នំពេញ លោកត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកទាហាន តើពេលនោះគេមានប្រាប់លោកថា ពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនោះដើម្បីយកទៅច្បាំងជាមួយអ្នកណាដែរទេ ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទៅបៃយួន លោកបាក់ដែលបានទៅវាយជាមួយយួនដែរទេ បានទៅហងពេលលោកចូលទៅបាយក្រុមលោកតើពេលនោះលោកមានជួបកូនក្មេងដែរទេនៅស21 បាទអត់បានឃើញជួបកូនក្មេងណាមួយ ពេលលោកនៅស21តើមានដែលចូលរួមប្រជុំធ្វើការតិចទៀនស្វ័យតិចទៀនតាមក្រុមដែរឬទេ បាទមានប្រជុំជីវភាពតិចទៀនស្វ័យតិចទៀនដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យអ្នកទោះរត់រួចខំប្រឹងយាមកុំឲ្យងុយងូក ប៉ុន្មានថ្ងៃធ្វើការតិចទៀនម្ដង បាទសំវិតមិនទៀងមកទឹកម្ដង ចុងការ 3 ថ្ងៃម្ដង ពេលនោះអ្នកណាដឹកនាំ កាន់ដឹកនាំគាត់មេក្រុមប៉ិនខ្ញុំអត់ ស្គាល់ ភ្លេចឈ្មោះទៅ ពេលលោកយាមនៅស 21 នោះ តើដែលលឺសម្រែករបស់ អ្នកទូសដែរឬទេ បាទលឺមិនចំជាមនុស្សស្រែកទេ ប៉ន្តែលឺសូលឺខ្ញុំនៅឆ្ងាយ ពាក្យការពារឆ្ងាយ លឺសូទៅអ៊ូងអ៊ូង លឺសូអ៊ូងអ៊ូង ប៉ន្តែធម្មតាមនុស្ស ស្រែកបាត់លឺសូហើយតែលឺសូហ្នឹងគឺស្រែកសូមនុស្សហើយ
bởi nơi chẳng ai chẳng đạp bán bởi khi ông dìm kẻo. Ta xâm rãi nụ lúc kết tha chi xâm rãi ở vầy. Kết phía xâm rãi nụ. Nụ rãi nó chư đam bây kì vay của mình đang, kì tuốt của mình đang, của sâu. Lúc bật thiên khiêm ổ xâm nô hay xâm bộ côn về tư gà này tại ai xạ cái rãi bỏ khiêm xua mình tỏ. Mr. President, I have a very few number of questions for this witness. Were you ever disciplined for any mistake that you committed during the time you were at S21? Your chief Hong was arrested for a mistake that he committed. Were you told that you had committed a mistake and that you should not commit any further, or were you ever punished for any mistake that you committed yourself? What was the mistake you had committed for which you were instructed? ខំប្រឹងដែលឃើញខុសហើយអត់ឲ្យខុសទៀតថែមទៀត Just as you saw one foreigner being burned to death, did you see any other bodies being buried around the boundary where you were guarding? This kind of question has been asked to you before, but did you ever see the accused during the time you were at S21, during those 2.5 years that you were a guard? Did you see the accused during the time you were a guard at S21? សូមអរគុណលោកជំទាវខ្ញុំសូមឲ្យលោកសហប្រិយអាជ្ញាមេត្តាសួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពាក្យថាជនជាប់ចោតនឹងពីព្រោះសាក្សីគាត់យល់ច្រឡំថាជនជាប់ចោតនឹងគឺជាអ្នកទោសដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21មិនមែនលោកដូចដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទេដូច្នេះសូមបញ្ជាក់បាទសូមអរគុណ សូមអញ្ជើញលោកតំណាងសហប្រិយអាជ្ញាជាបន្តទៀត Did you see Dutch during the time you were a guard at S21? បានឃើញបានស្គាល់ទៀត
Where did you see him in S21? What was Dutch doing when you saw him at the location where you worked? Was he instructing people to do something or not to do something? Mr. President, with your permission, can I request the projection of a picture P00005247, and then I'll ask my question. Mentre khang so tu so bahang nu aikasa nu de doich samnao som robo damnang thapinya antrajit leu kanchak ekrong tu tu. Mr. Chiem Suor, can you see this picture? And can you remember if the dining hall where you had your meals was similar to this? Can you see the picture of the person standing on the extreme left hand side, and can you remember that person? Can the AV unit please focus it on the person standing on the left hand side corner of this picture? Your net may be connected to the OCP computer, which has it projected very properly. Mr. Chiem Suor, can you now identify the person on the extreme left hand side of this picture? And when you saw Dutch, was he in the dining hall when he was instructing people about the rice? Your Honours, just last two questions on a different matter. Mr. Chiem Suor, when you were guarding, were you guarding an entrance to the S21 or was it a boundary? Mr. Chiem Suor,
làng vinh hay xã xây xe lời nên xùm nuôi bỏ xã về nhà. My question, Mr. Chiem Suor, was when you were guarding S21, was it an entrance to S21 or you were just guarding a boundary, a wall? Was it a zinc wall? Tata via chin chiang, a pedal gym, no gym, tatam galine, divia, mint chiang chum wing, dive chin chiang sang a sino, man jang mane. Bad gym crowds, tin the bone crowds, sang say. Your Honours, I have no further questions for this witness. Lo Pathean Khnyom Pum Mien Sam Nua Sam Rap Sa Say Yuru Ngi Tiet Te Sam Okun. Mong Hai Lai Nang Dot Pee Trau Sam Ra Ong Nhim Reh Paka Sam Ra Ma Pei Ni Ti Ja Pee Minh Hi Te La Ho Da Mong Da Mui Sam Chien Chul Vinh Ja Mai Mato Ni Te Vi Thi Sam Na Ka Mong Te Ja La Ka Tha Rom Rool Kudol Ka Lai Sam Ra Sam Rum Sam Rap សាកសីនេះរូបផងហើយនាំគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្រាប់ការមុនមកកំណត់សូមអញ្ជើញក្រុមឈើ